Minh Đức mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chào sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hoạt động của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua hơn nửa chặng đường. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới, đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Từ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đến việc tăng cường các hoạt động gắn kết giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá để phát triển. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm 2023 đã khẳng định, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã luôn chủ động thực thi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ toàn khóa trên địa bàn. Bên cạnh đó, luôn kịp thời giải quyết các nội dung phát sinh hoặc những công việc đột xuất trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, còn gặp nhiều rào cản phải tháo gỡ hoặc triển khai thực hiện tốt các chủ trương mới của Trung ương. Tuy vậy, để hoạt động của Hội đồng Nhân dân phát huy tối đa hiệu quả, tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị. Để mang lại hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng, nhất là có những đề xuất kiến nghị, xác thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá năm 2023 là năm Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh liên tiếp thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới thể hiện ở các hoạt động như giám sát, tái giám sát và ban hành nghị quyết. Rất nhiều hoạt động lần đầu tiên được tổ chức thực hiện đã cho thấy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày càng rõ nét, gần dân, hiểu dân và vì dân. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo vụ địa phương 3, Ban tổ chức Trung ương, các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ban tổ chức của 11 tỉnh ủy, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng với nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý các địa phương, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã kết nạp 4.762 đảng viên, đạt trên 76% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Riêng đối với công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp, ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư ở thành phố Cần Thơ được cấp ủy, tổ chức đảng toàn thành phố quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp mới chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá, chia sẻ cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp, ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn dân cư. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị các giải pháp trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong đơn vị sự nghiệp, ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và ở địa bàn khu dân cư. Trong năm 2024, thành phố Cần Thơ có 1.310 bộ đội xuất ngũ và 494 công an xuất ngũ. Để kịp thời hỗ trợ nhóm đối tượng này,
Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Điều kiện hỗ trợ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có nhu cầu đào tạo nghề, chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác từ ngân sách nhà nước. Về định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên, mức chi tiền ăn là 30.000 đồng một người một ngày thực học. Chi hỗ trợ tiền đi lại là 200.000 đồng một người một khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Ban ngành địa phương tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp, tư vấn, tiếp nhận thẻ học nghề cho thanh niên xuất ngũ, đồng thời kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên. Ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư Quận ủy Cái Răng, vừa chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Quận ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong quý 1 năm 2024. Trong quý 1, Ban thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng, chú trọng phát triển đảng viên đông về số, mạnh về chất, đã kết nạp 79 đảng viên mới đạt 61%, phát triển trên 5.800 đoàn viên hội viên, đăng ký thực hiện 164 mô hình dân vận khéo, xây dựng sửa chữa 23 căn nhà tình nghĩa đại đoàn kết, kinh phí trên 1 tỷ đồng, xã hội hóa chăm lo Tết cho người dân trên 4 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so cùng kỳ, thu ngân sách trên 143 tỷ đồng, tăng gần 6%, thành lập mới 331 doanh nghiệp hộ kinh doanh, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong toàn dân, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Bí thư Quận ủy Cái Răng yêu cầu trong quý 2, Ban thường vụ Quận ủy cần tập trung chỉ đạo, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quan tâm thực hiện mô hình chi đảng bộ 4 tốt, chuẩn bị và tổ chức chu đáo chặt chẽ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Cái Răng và công tác bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ban thường vụ Quận ủy cũng cho ý kiến về công tác cán bộ và kết nạp đảng viên. Phòng Nội vụ quận Cái Răng vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đây, trên 120 đại biểu đại diện đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 phường trong quận, bí thư trưởng khu vực và trưởng ban công tác mặt trận 59 khu vực được Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ triển khai các văn bản về công tác bầu cử trưởng khu vực, đồng thời hướng dẫn thực hiện các mẫu biểu liên quan và sơ đồ thực hiện trang trí bên ngoài và bên trong phòng bỏ phiếu cùng các khẩu hiệu tuyên truyền. Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm rõ những quy định, các bước quy trình bầu cử để lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất, đạo đức, năng lực, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư. Mới đây, Ban tuyên giáo huyện ủy Phong Điền phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo tuyên truyền miệng cơ sở năm 2024. Khoảng 85 đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, cộng tác viên tổ dư luận xã hội, tổ khoa giáo, tổ tuyên truyền thuộc các xã thị trấn, các thành viên tổ thông tin tuyên truyền dư luận xã hội tại 75 ấp trên địa bàn huyện được học tập nghiên cứu các nội dung về công tác tuyên giáo ở cơ sở, tuyên truyền và cổ động, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống, công tác tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng một số kỹ năng chuẩn bị và tổ chức một buổi tuyên truyền miệng, lồng ghép tuyên truyền bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với đó là tham quan thực tế tại khu di tích lịch sử Dương Mận, quận Bình Thủy. Thưa quý vị, nếu như năm 2023 thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, thì năm 2024 thị trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn còn chậm, do đó cần phải khơi thông nhiều điểm nghẽn để thị trường bất động sản tăng trưởng trở lại. Đặc biệt khi luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua, đang được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả, đem lại hiệu ứng và tác động tích cực tới thị trường bất động sản trong năm nay. Các điểm nghẽn chính của thị trường bất động sản lúc này là kênh dẫn vốn, mặt bằng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó lại là chưa đủ hấp dẫn đối với người mua nhà nói chung. Thứ hai là vấn đề pháp lý. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được thông qua vào tháng 11 năm 2023. Luật đất đai sửa đổi được thông qua vào tháng 1 năm 2024.
Thứ ba là cân bằng lại cán cân cung cầu trên thị trường. Chính phủ đã đặt mục tiêu sẽ xây ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang ở đáy của hình chữ U và đang trong chu kỳ đi ngang nhưng có xu hướng nhích lên. Một điểm tích cực của thị trường hiện nay là niềm tin của các nhà đầu tư đang dần trở lại, năng lượng tích cực và những điểm sáng đã hiện diện. Các vấn đề pháp lý liên quan cũng được hoàn thiện. Mặc dù thì đến mùng 1 tháng 1 2025 luật mới có hiệu lực, nhưng mà ngay từ bây giờ thì các cái nghị định và thông tư hướng dẫn các luật vừa mới được thông qua là đang tập trung rất quyết liệt. Vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký một cái đề án về đầu tư ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà công nhân trong giai đoạn từ nay cho đến 2030 với những cái giải pháp hết sức là cụ thể, đồng bộ, sự giải quyết được cả về thể chế, thủ tục hành chính cũng như là liên quan đến cái nguồn vốn và đất đai. Thì chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới thì vấn đề phát triển nhà xã hội nó sẽ được tốt và sẽ đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay. Các chuyên gia cũng lưu ý xu hướng đi lên của thị trường bất động sản khá chậm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Vì vậy, cần tiếp tục khắc phục 3 nhóm vấn đề vướng mắc. Cụ thể là sự bất hợp lý trong cơ cấu các nhóm bất động sản khi hướng nhiều về một phân khúc và cơ cấu vốn dành cho thị trường bất động sản khi nguồn vốn tín dụng đang có sự tập trung quá mức vào thị trường. Vấn đề thứ ba là liên quan đến cái biến động giá của bất động sản trong cái thời gian vừa qua. Thì có thể nói là cái biến động giá đó phần lớn thì lại không chịu tác động của các quy luật thị trường, mà chịu rất nhiều các cái yếu tố phi thị trường. Và tôi cho rằng nếu không khắc phục được những cái điểm như vậy thì chắc chắn là cái sự phục hồi của cái thị trường bất động sản trong năm 2024 sẽ bị cản trở rất là nhiều. Khi nguồn vốn tín dụng đang có sự tập trung quá mức vào thị trường, trong khi các nguồn vốn khác chưa được huy động tương xứng. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản sẽ chính thức phục hồi theo xu hướng hình chữ V vào những tháng còn lại trong năm 2024. Như tin chúng tôi đã đưa vào chiều tối ngày 23 tháng 3, tại đoạn cầu Nhiếm, huyện Phong Điền đã xảy ra va chạm làm xà lan mắc kẹt lại khiến cho cầu Nhiếm gặp sự cố. Theo đó, đoạn cầu này đang tạm dừng phương tiện xe ô tô qua lại để khắc phục hậu quả. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ sẽ tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 10 Phong Điền Thới Lai cho đến khi cầu Nhiếm được khắc phục hoàn toàn và được phép lưu thông trở lại. Lộ trình tuyến xe buýt số 10 thị trấn Phong Điền, đường Phan Văn Trị, đường tỉnh 923 cầu Nhiếm, xã Tân Thới, xã Trường Thành, xã Định Môn, đường tỉnh 922 cũ, thị trấn Thới Lai và ngược lại, cự ly tuyến khoảng 19 km. Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về phê duyệt chủ trương nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ 53, quốc lộ 62, quốc lộ 91B tại đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB. Các tuyến quốc lộ được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nằm trên địa bàn các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Thời gian nâng cấp là 4 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 tới 2027. Dưới quốc lộ 53, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp cầu Ngã Tư đoạn Long Hồ Ba Si với tổng chiều dài đầu tư khoảng 41 km trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Tuyến quốc lộ này được đầu tư với quy mô cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km một giờ, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, có 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Đối với quốc lộ 62, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp đoạn từ km 4+200, nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến km 74 với chiều dài đầu tư khoảng 69 km trên địa bàn tỉnh Long An. Tuyến đường được nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km một giờ, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tại quốc lộ 91B, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp đoạn km 2+604 ngã 5 cầu Cần Thơ, km 143+480 với chiều dài đầu tư khoảng 141 km trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tuyến được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km một giờ.
Những đoạn có nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m thì giữ nguyên quy mô và tăng cường mặt đường. Vào chiều hôm qua, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông báo về trường hợp mắc cúm A H5N1 ở Khánh Hòa tử vong và nhận định về nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người trong thời gian tới. Theo kết quả điều tra dịch tễ dịp trước và sau Tết Nguyên đán năm 2024, bệnh nhân có đi 7 chim quan giả ở gần khu vực mình sinh sống. Xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống không có hiện tượng gia cầm bệnh chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới. Đây là trường hợp mắc cúm AH5N1 thứ hai kể từ năm 2014, sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại Việt Nam. Trước đó, khoảng tháng 10 năm 2022, ở Phú Thọ đã ghi nhận một trường hợp mắc cúm AH5N1 trên người. Theo thông tin từ Cục Thú y, dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương trên cả nước. Từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm tại 6 địa phương, gồm Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường, là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Thông tin thị trường đáng chú ý, đến cuối tháng 3 này, dự kiến thì sản lượng gạo xuất khẩu của nước ta đạt khoảng 1,6 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 50% so cùng kỳ năm ngoái. Cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành gạo còn rất lớn khi các nước đang tăng cường nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam. Ngay trong quý 1 năm 2024, nếu như sản lượng gạo xuất khẩu chỉ tăng khoảng 15%, thì kim ngạch lại có mức tăng khá cao hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, sau nhiều đợt điều chỉnh, giá gạo Việt Nam vẫn đang giữ mức cao hơn so với gạo Thái Lan và Ấn Độ. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 590 đến 595 đô la Mỹ một tấn, trong khi đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu từ châu Phi thấp. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng nhờ Indonesia đấu thầu để tăng nguồn cung. Còn thời điểm này thì nông dân trồng sầu riêng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã bắt đầu thu hoạch những vườn sầu riêng cho trái sớm thuận mùa và bán được giá rất cao. Hiện sầu riêng hạt lép Ri 6 tại huyện Phong Điền được nhiều thương lái đến tận vườn thu mua xô với giá từ 110 tới 120 ngàn đồng một ký trở lên. Mức giá này cao gấp đôi so với giá sầu riêng thu hoạch vào những tháng cao điểm thuận mùa chính vụ của năm trước. Theo nông dân trồng sầu riêng ở huyện Phong Điền, dự kiến trong khoảng 1-2 tháng tới, sầu riêng thuận mùa tại huyện sẽ bước vào thu hoạch nhiều và khi ấy giá sầu riêng khó giữ được mức giá cao như hiện nay. Tuy nhiên, với tình hình đầu ra đang thuận lợi nhờ sầu riêng được đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nông dân tin tưởng giá bán sầu riêng năm nay tốt hơn năm trước. Gần đây, giá trái mãng cầu sim tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 3.000 đồng tới 5.000 đồng một ký so với trước. Hiện trái mãng cầu sim loại 1 được nông dân bán cho thương lái với giá 25.000 đồng một ký. Mức giá này đang cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Với giá hiện tại, nông dân trồng mãng cầu sim có thể thu được lợi nhuận trên 30 triệu đồng một công trồng mãng cầu sim. Giá tăng do nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu đang ở mức cao, trong khi thời điểm này có ít vườn mãng cầu đang có trái cho thu hoạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố vừa tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024 cho 4 quận huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Gần 100 chị em hội viên phụ nữ tại 4 quận huyện được Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội, hướng dẫn chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác, sắp xếp hồ sơ sổ sách tại cấp cơ sở, sắp xếp lưu trữ hồ sơ hoạt động ủy thác. Qua đó tiếp tục thực hiện hoạt động ủy thác đi vào nề nếp, hiệu quả, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho nhà nước. Hội nông dân phường Trung Nhất, quận Thốt Nốt vừa ra mắt chi hội nghề nghiệp sản xuất nhang tại khu vực Tràng Thọ B. Đây là mô hình dân vận khéo mà hội nông dân phường thực hiện trong năm nay. Chi hội có 15 thành viên do chị Dương Thị Mỹ Xuyên làm tổ trưởng, đồng thời đây cũng là chủ cơ sở sản xuất nhang dạng An Hương. Cơ sở hiện giải quyết việc làm cho 6 lao động, thu nhập từ 180.000 đến hơn 200.000 đồng một ngày. Tham gia chi hội, các thành viên được chuyển giao các công nghệ sản xuất, hỗ trợ dây vốn phát triển sản xuất. Việc thành lập chi hội sản xuất nhang
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Vừa qua, các phường trên địa bàn quận Ô Môn đồng loạt tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm 2024. Tại buổi lễ, các cán bộ, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn các phường được nghe đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm dân cường thì nước thịnh. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia chạy bộ với mục đích tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tập luyện thể dục thể thao, qua đó góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy và phường Long Hòa phối hợp với chương trình Cầu nối yêu thương và nhóm thiện nguyện Từ Tâm tổ chức lễ khánh thành cầu nối yêu thương số 110, cầu Từ Tâm 169, khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa. Đây là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Cầu có chiều dài 19m, ngang 3,3m, tổng chi phí xây dựng 240 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy và các phường đăng ký 35 công trình phần việc. Tính đến nay đã thực hiện hoàn thành 31 trong số 35 công trình phần việc, tổng trị giá làm lợi trên 4 tỷ 800 triệu đồng. 4 công trình phần việc còn lại đang tiếp tục thực hiện. Quý vị thân mến, những ngày qua tại bờ kè khu dân cư 586 phường Phú Thứ, quận Cái Răng, hàng chục con diều khổng lồ đủ hình dạng kích cỡ lạ mắt được thả lên bầu trời, tạo nên một không gian đầy sắc màu độc đáo. Điều này đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài thành phố hiếu kỳ đến xem. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những con diều khổng lồ độc đáo này qua phóng sự sau. Đây là loại diều khí động học có kích cỡ khổng lồ, chẳng hạn như diều hình cá voi khoảng 20 mét. Những con diều này đến từ Cần Thơ Kai Team, là nhóm quy tụ những người đam mê diều nghệ thuật ở Cần Thơ, tìm tòi diều mới, sưu tầm từ nhiều nước trên thế giới, mang đến đây trình diễn phục vụ người dân. Mong muốn của tụi em là mang đến những con diều đầy màu sắc và những con diều cước to lớn nhất trên thế giới đến cho mọi người. Với lại tụi em muốn tạo một cái sân chơi như là những con diều trên thế giới to lớn như thế nào, thì tụi em muốn là tụi em sẽ Việt Nam sẽ có những con diều như thế luôn để phục vụ mọi người. Cái khó khi thả diều khổng lồ là phải bảo đảm an toàn cho người chơi và mọi người xung quanh. Nếu như thả diều truyền thống chỉ cần một người chơi, thì thả diều khổng lồ phải cần trên 4 người, mỗi người mỗi công đoạn, hợp sức nhịp nhàng, căng diều, lên dây, tùng gió. Nghe bất ngờ tại vì thấy nó bự quá, mấy con diều nó đẹp, màu sắc nó đẹp quá. Lần đầu tiên em thấy. Diều được thiết kế công phu, nhiều kiểu dáng. Tùy kích cỡ, mỗi con diều sẽ có giá từ vài triệu, vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Không gian thả diều khổng lồ tại đây đã tạo nên một điểm vui chơi. Và mỗi buổi chiều, thu hút người dân khắp nơi thích thú đổ về xem thả diều và chụp ảnh check-in, chiêm ngưỡng những con diều lạ mắt, rực rỡ trên bầu trời Tây Đô. Và đến đây chúng tôi khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.